Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Ở tập kỳ trước, mình đã cùng anh em có buổi lên hàng Pinoco Yamaha U3H-U2C VW104 tại showroom 98 Bành Văn Chân. Thì hôm nay, mình sẽ mang những cây Pinoco này đến với nhà khách tại quận 5 nhé. Nào, cùng bắt đầu video thôi. Piano thứ nhất được 5 thanh niên từ từ đẩy vào hàng trên piano với quà tặng và dụng cụ hỗ trợ được đặt ngay ngắn trên đàn. Còn đây là xe tải và 2 piano cơ còn lại. Rồi đã đem đàn đến nhà khách rồi. Cây đàn được tim nâng hạ dốc vào tầng hầm. Tiếp đến cây thứ hai cũng được mang như chiếc đầu tiên. Rồi cây thứ ba, tổng số 3 chiếc piano cơ hôm nay sẽ được đội đem thành 3 chuyến đưa vào từng phòng. Đây chính là U3H. Cây đàn đầu tiên được đội vận chuyển đem lên lầu cho anh. Mời anh em ngắm nhìn tổng quan thiết kế của đàn từ kiểu dáng đến màu sắc để có cảm nhận và đánh giá riêng trước khi piano được vận chuyển lên lầu. Và tấm gỗ mặt trước máy đàn được đem lên trước U3H lại được đội kiểm tra phủ nệm dày che toàn bộ đàn. Các anh lại che thêm 2 tấm nệm khác. 3 tấm nệm đã được phủ lên trên, được 3 anh thay nhau lần lượt dùng lực ràng dây thừng xung quanh nhiều vòng, siết chặt vào thật mạnh, còn cố định thêm bằng dây thừng to nhằm giữ chắc các mối nối. Rồi lại cùng nhau dùng tay ép sát nệm vào từng cạnh của piano U3H để đàn được ém chặt mọi vị trí, rồi kéo căng dây siết lại thân đàn. Hộp đàn U3H đang được nhân viên chậm chậm đem lên lầu. Cả đội bắt đầu đem đàn lên, vô cùng chuyên nghiệp lẫn tinh thần cẩn thận cao. Đội từng bước phối hợp chậm chậm nâng hạ nhịp nhàng từng bước chân cùng nhau đưa đàn lên từng bậc thang đến góc cua khó. Năm anh sẽ xoay chỉnh rồi tiếp tục nâng đàn lên. Việc này đòi hỏi team vận chuyển phối hợp cùng nhau đồng đều, sức khỏe tốt, thể lực bền và dẻo dai. U3H lại từng bậc tiến lên và đã lên đến tầng 1 rồi. Các nhân viên đang tháo mền phủ piano, đồng thời căng chỉnh lại đàn, gắn các bộ phận của chiếc piano vào từ bộ máy cơ đến tấm gỗ mặt trước. Ống sưởi được lắp vào và các anh đưa đàn đến vị trí theo yêu cầu của khách. Chiếc piano Yamaha được phủ khăn đàn màu đỏ sẫm đẹp mắt cùng với khăn phím thiết kế nội thất mang phong cách hiện đại, làm nổi bật vẻ đẹp cho đàn lẫn căn phòng. Các bạn cùng Minh Phụng Music ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của U3H nha. Đàn mang sự cổ điển và tinh tế với nước sơn gỗ sáng bóng cao cấp, đường kẻ dài mã vàng. Đàn còn được tô điểm thêm logo Yamaha khắc thủ công và khóa đàn chỉ có riêng trên những chiếc piano cao cấp, kèm theo đó là bộ pedal mã vàng làm say đắm lòng người. Các bạn cũng đừng nên bỏ qua thông tin hấp dẫn của U3H nha. Bộ máy đàn ấn tượng với 4 khoang âm thanh rộng, cấu hình khung sườn, 3 trụ thẳng đứng đặc trưng, bản cộng hưởng bằng gỗ vân sam, bộ khung bằng gang, cú đàn bằng lông cừu, phím đàn có độ đàn hồi tốt, âm thanh U3H đặc trưng theo tiêu chuẩn riêng của dòng piano cao cấp nhà Yamaha. Và chiếc đàn đầu tiên đã xong, piano thứ hai Yamaha VW104 đã ở đây. Các bước vận chuyển quấn đàn cũng như lắp ráp đàn sẽ tương tự như cây U3H nên mình sẽ không nhắc lại nữa để video không dài dòng. Và đây là nơi đặt cây VW104. Nhân viên bắt đầu lắp lại từng bộ phận của đàn một cách tỉ mỉ. Các bạn có thể thấy bộ máy cơ, giá nhạc, tấm gỗ mặt trước, tấm chắn chân đàn được đem lên để sẵn ở đây, và piano VW104 hoàn thiện đã ở trước mắt anh em rồi. Hãy ngắm nhìn nét cổ điển và tìm hiểu thông tin của đàn với mình nha. Đàn mang vẻ hài hòa trong nội thất, logo Yamaha mạ vàng tinh tế và khóa đàn được khắc sơn đen hiện đại. Đàn với màu gỗ mini khác biệt, nổi bật các đường vân gỗ, bàn phím bền nhẹ trắng tinh khối, cấu trúc sườn thẳng cùng sau bo đặc trưng, khung đàn chắc chắn và búa đàn bằng lông cừu. Chiếc piano thứ ba cuối cùng là Yamaha U2C được team đem vào phòng cho anh. Các anh nhân viên lắp mặt trước đàn vào, chỉnh lại các phần máy bên trong. Cuối cùng piano đã hoàn thành. U2C được dời đến nơi yêu thích của anh khách. Thì anh em đang lạc vào vẻ đẹp nên thơ của Yamaha U2C, đừng quên vài thông tin bổ ích về đàn mà mình gửi đến các bạn nha. U2C với thiết kế upright đứng cùng màu gỗ nâu sẫm cổ điển đem đến vẻ đẹp hưởng lưu sang trọng cho căn nhà của bạn. Bản cộng hưởng vân sam, đường nét vân gỗ khác biệt, búa đàn bằng lông cừu. U2C trang bị chống giảm sốc trên nắp đàn, đường kẻ dài và logo Yamaha mạ vàng tinh tế. Với các dòng piano cao cấp được kinh doanh tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 10 năm miễn phí, lên dây 2 lần mỗi năm, kiểm tra 1 lần, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Mời anh em thưởng thức những giai điệu trầm ấm được thể hiện bởi anh khách trên piano Yamaha U2C nha. Thank you.
cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu pin cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.